Chúng ta lại tiếp tục chuyển sang bài 13. Câu thứ nhất này. Butter. Butter đây là bơ. Và chữ U ở đây được phát âm là âm Á đây. Viết là U mà đọc lên thành A. Đó chính là âm Á. Put. Put có nghĩa là đặt để, đúng không nào? Và chữ U đây được phát âm là âm U ngắn. Đây, âm U ngắn đây. Đúng chưa các bạn? Sugar là đường. Chữ U này cũng là âm U ngắn. Cũng là âm U ngắn. Sugar. Và từ cuối cùng, push. Đẩy. Push là đẩy. Cũng là âm U ngắn. Rồi, vậy đáp án cuối cùng sẽ là A. Butter. Có âm Á, đúng chưa? Câu số 2 này. Bốn cái đuôi EW. Few. Few. À, ít hoặc không mấy dành cho danh từ đếm được. EW ở đây chúng ta phát âm là âm U. U. Few. Ký hiệu phiên âm là G và U như thế này nhé. Tiếp này. New. New là mới. Cũng là âm U. Cũng là ký hiệu phiên âm như thế này. U. New. Từ thứ 3 này. Through. Through ở đây là động từ thì quá khứ của động từ throw là ném. Đây là động từ bất quy tắc. Và chữ EW ở đây được phát âm là âm U. U dài nhá. Đây. Chính là U này. U thường và thêm dấu hai chấm. Through. Và từ cuối cùng, new. Cũng là âm new. Ok. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là C. True. Rồi này. Câu số 3. Bốn chữ E này. Pretty. Pretty là xinh đẹp. Và chữ E ở đây được phát âm là âm Y ngắn. Pretty. Get. Get. Và E ở đây được phát âm là âm E thường. Viết là E mà đọc vẫn là E thì chúng ta vẫn viết là chữ E thường như thế này. Còn nếu viết là A, viết là A mà đọc thành E thì mới ký hiệu là E chậm. Đó, các bạn nhớ nhé. Send. Send. Cũng vẫn là âm E. Viết E đọc E. Và well. Well. Cũng vẫn là E. Viết E đọc E. E thường. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là A. Pretty. Xong. Câu số 4. Bốn chữ EW tiếp này. Grew. Grew ở đây. EW này được phát âm là âm U dài. Đúng chưa nào? Đây là động từ thì quá khứ của động từ grow. Grow là mọc hoặc trồng hoặc lớn lên. Đây là động từ bất quy tắc. Throw. Ném đi. Cũng thế, đây là quá khứ của động từ throw. Từ này cũng được phát âm là âm U dài. New. New. Âm U. Đây là quá khứ của động từ know là biết, đúng không? Rồi, và flew, quá khứ của động từ bay, fly. Vậy là âm U dài. Flew. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là C nhé. Rồi, câu số 5 này, 4 chữ O này. Close, close là động từ đóng lại. Trái nghĩa với cả động từ open là mở ra. Và chữ O ở đây được phát âm là âm O. Âm O, đây nhé. Rồi này, chose cũng là âm O này. Đây là quá khứ của động từ choose là lựa chọn. Lose, lose là làm mất, đánh mất. Chữ O ở đây được phát âm là âm U dài. Lose, đúng chưa? Và từ cuối cùng, rose, bông hoa hồng. Cũng là âm O. Tiếp, như vậy đáp án của chúng ta sẽ là C, lose. Câu số 6. Beard. Beard có nghĩa là râu cằm. Và cái cụm EA ở đây, ER ở đây được phát âm là ear. Ear, ký hiệu phiên âm là Y và Ơ ngắn đấy. Y ngắn và Ơ ngắn. Beard. Beard. Được chưa nào? Tiếp theo này. Fur. Fur có nghĩa là bộ lông. Lông thú. Và chữ UR ở đây được phát âm là Ơ. Ơ dài nhé. Ơ dài. Ký hiệu phiên âm là số 3 và 2 chấm. Được chưa nào? Fur. Search. Search cũng là âm Ơ dài. Từ này có nghĩa là tìm kiếm. Prefer. Prefer. Thích hơn. Cũng là âm Ơ dài. Được chưa? Vậy đáp án của chúng ta sẽ là A. Beard. Một mình nó là âm ear. Còn ba từ kia là âm Ơ. Được chưa nào? Câu số 7 này.
Từ này rất quen thuộc rồi đúng không nào? Và chúng ta phát âm nó là âm A dài. Âm A dài ký hiệu là alpha và hai chấm. Fair, fair có nghĩa là công bằng. Công bằng. Nếu là danh từ thì có nghĩa là hỗ trợ nữa. Và từ này chúng ta phát âm là âm air, fair. Đây, fair. There, there. Where, mặc này, cũng là âm air hết. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là A, A. Đúng chưa? Xong nhá. Câu số 8 này, 4 chữ Y này. Reliable. Reliable có nghĩa là có thể tin cậy được. Đây là tính từ. Và chữ Y ở đây được phát âm là âm I. Reliable. Living. Living. Chữ Y ở đây được phát âm là âm Y. Y ngắn nhé. Đây. Living. Ok. Tiếp này. Revival. Chữ Y ở đây được phát âm là âm I. Đúng chưa nào? Điều này có nghĩa là sự phục sinh, sự sống lại. Và final, cuối cùng, cũng thế, cũng là âm I. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là B. Living. Tiếp này, câu số 9. Hasty. Hasty có nghĩa là vội vã và gấp rút. Chữ A ở đây được phát âm là A. Hasty. Hasty. Chữ A được phát âm là A. A là E. Tiếp này, từ này có hai cách đọc. Một là nasty, hai là nasty. A hoặc là E, được chưa? Một là âm A dài, hai là âm nửa E nửa A. Đây, một là cái này. Hoặc âm này hoặc âm kia. Các bạn phát âm được kiểu nào cũng được. Đây, một trong hai âm này nhá. Có hai kiểu phát âm. Nasty là âm A dài này. Hoặc là nasty là âm nửa E nửa A này. Được chưa nào? Từ này có nghĩa là xấu xa hoặc khó chịu, mang nghĩa tiêu cực. Rồi tiếp theo này, tasty. Tasty có nghĩa là ngon hoặc đầy hương vị. Thì chữ A ở đây được phát âm là âm A, giống như từ hasty này. Các bạn có thể copy ra đây. Rồi này. Và từ cuối cùng này, wastage. Wastage ở đây có nghĩa là sự phung phí, sự lãng phí, sự thiệt hại nữa. Và chữ A ở đây cũng được phát âm là âm A. Wastage, được chưa nhỉ? Đó, vậy đáp án của chúng ta sẽ là B nhé. Ok. Xong, câu số 10 này. Câu số 10. Từ thứ nhất này, beat. Beat, ở đây E A ở đây được phát âm là âm Y dài nhé. Beat có nghĩa là chuỗi hạt, hoặc là hạt. Rồi là read, động từ đọc, cũng là âm Y dài. Read. Dead, chết, âm E, dead. Và cuối cùng, recede, lùi lại. Sự lùi lại, rút đi, thủy chiều rút đi cũng là từ này. Đây, nó là âm Y dài, được chưa nào? Vậy đáp án của chúng ta sẽ là C, dead. Ok, xong rồi này. Như vậy là mình đã chữa xong bài số 13 rồi. Và các bạn hãy xem video phần sau để xem phần chữa bài số 14 nhé. Nếu như bạn nào mà có cần cái bộ tài liệu này thì các bạn có thể vào trong phần mô tả của video này để các bạn lấy link tải về nhé. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.